Các bạn, mình là Tisu, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với công ty Tisu Shop. Hôm trước thì chúng ta đã cắt hoàn tất được cái phần áo vest. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta phối keo và may cái phần thân trước, thân sau của phần áo vest này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt keo lên vải lên trên cái phần keo. Và khi đặt vải lên trên phần keo thì các bạn cũng nhớ là chúng ta sẽ đặt đúng cái phần canh sợi. Có nghĩa là đây là đường thẳng thì cái khoảng cách này nó sẽ phải bằng nhau. Cho nên là các bạn nhớ là chúng ta sẽ xoay lọc lại cho nó đúng theo cái chiều canh của keo. Sau khi các bạn đặt lọc lên thì các bạn sẽ vẽ lại cái phần keo. Các bạn sẽ dùng kéo cắt dọc ở cái xung quanh cái phần cổ. Và bản chồm qua đây là 6 phân. Và sau khi chúng ta cắt được cái dòng ngoài của cái phần đường ve áo thì các bạn sẽ vẽ cái đường phía trong. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cái phần gạch thân ra. Các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường nẹp ve. Và khúc này chúng ta sẽ kẻ thẳng xuống. Cái đường cong này là do các bạn điều chỉnh ha. Mình thấy nó ôm dòng đều lên trên cái phần ve là được. Và bây giờ các bạn sẽ dùng kéo cắt theo cái đường màu hồng. Và các bạn nhớ là phải ủi vải trước khi chúng ta đặt keo lên ha. Bây giờ thì các bạn sẽ có miếng keo. Các bạn sẽ đặt cái phần hột của keo xuống dưới mặt trái của vải. Và các bạn sẽ ủi. Và các bạn nhớ là keo và vải chúng ta sẽ ủi trên canh dọc. Và các bạn sẽ ủi tiếp tục cho cái phần keo còn lại. Và tùy theo cái loại chất liệu các bạn lưu ý ha. Với cái loại vải này nó khá là dày cho nên là mình không có ủi keo lên trên cái phần thân. Nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng một số cái loại khác nó mỏng thì các bạn sẽ ủi lên trên phần thân các bạn nha. Cái keo nó làm cố định định hình được cái phần form của cái áo. Và sau khi mà các bạn ủi keo xong thì các bạn sẽ có được cái miếng nẹp như thế này. Bây giờ thì mình sẽ lấy dấu lại của phần nẹp. Đây là phần của thân trước áo. Các bạn sẽ đặt cái phần thân trước này lên. Và các bạn sẽ lấy dấu lại ở một số cái điểm chính ở trên cái phần thân. Đó là cái phần góc ve nè. Thì các bạn sẽ phải lấy đúng cái góc này cho mình ha. Cái góc mình ráo cái phần ve vô nè. Góc này. Rồi ngay cái góc vuông của cái phần đầu ve. Và cái đường cong này thì các bạn nhớ lưu ý là chúng ta trừ đường may bao nhiêu thì chúng ta sẽ thực hiện cái đường cong bấy nhiêu. Ví dụ như là cái đập này mình đã trừ đường may xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái đường này ra. Các bạn sẽ sang dấu cho đường bên, đường bé ve ha. Đó thì các bạn sẽ lấy dấu để lát nữa chúng ta sẽ ủi keo lên, chúng ta sẽ làm cái đường bé ve ở đây. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ qua bên máy. Các bạn sẽ may cho mình cái phần bên dọc này. Các bạn sẽ lấy dấu lại cái đường bên ở trên thân. Và các bạn sẽ may một đường qua như thế này. Sau khi may xong thì các bạn sẽ có được cái đường bên. Và đây là cái phần mặt trái. Các bạn sẽ dùng bàn ủi, bạn ủi phần bên này ra. Và khi ủi thì các bạn sẽ ủi bên về phía đằng sườn. Mình ủi mặt trái. Xong các bạn sẽ quay qua mặt phải, các bạn ủi thêm một lần nữa.
Thì sau khi mà các bạn thực hiện xong được cái phần may đường ben thì các bạn sẽ đặt cái phần nẹp ve này lên trên cái phần thân áo. Và trên cái phần thân chính của mình ở đây các bạn nhìn thấy là mình có lấy dấu cái đường may, thì các bạn sẽ may cho mình bắt đầu từ cái điểm này dòng xuống bên góc và dòng qua cái phần lai các bạn nhé. Rồi bây giờ đây là cái phần bể của cái phần lá ve nè, các bạn sẽ may từ cái điểm này các bạn may vòng qua. Và nhớ là có lại mũi ở cái phần đầu nha. Phần cuối thì các bạn sẽ may theo cái đường cong. Và ở phía dưới này là nó có cái miếng nẹp nè, thì các bạn trừ lại cho mình một phần ở miếng nẹp, các bạn không may qua luôn nha. Đó, các bạn sẽ làm tương tự cho miếng thứ hai. Thì đây là cái phần nẹp ve mà các bạn mới vừa may xong, bây giờ các bạn sẽ đem đi ủi. Thì sau khi các bạn ủi xong ngay cái góc nẹp ve này, các bạn sẽ bấm và gọt lại cho mình cái phần này, nó còn lại là 5 ly. Các bạn sẽ gọt dọc luôn cho cái phần thân này. Sau khi mà các bạn gọt xong đó, thì các bạn sẽ biết rằng mình sẽ có đường bể ve ở ngay vị trí này. Này ha, chúng ta sẽ có được đường bể ve ngay vị trí này, thì đây sẽ là cái đường bể ve của mình nè. Thì các bạn sẽ lấy dấu ngay cái góc. Khi các bạn lấy dấu ngay cái góc đó, thì các bạn sẽ những cái đường cong ở cái phần nẹp này nè, các bạn sẽ may rút dúng cho mình ở cái phần cuối đường cong. Rồi sau đó là các bạn sẽ lật qua và giữ cho mình một bên của cái phần nẹp. Giữ cho mình một bên cái phần nẹp. Nhưng mà khi giữ thì các bạn chỉ dừng lại ở cái điểm bể ve này, chúng ta không giữ lên trên ha. Mà cái điểm tiếp theo mà các bạn muốn giữ là các bạn sẽ phải lật nó qua bên cái bề phần thân các bạn giữ. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua máy để chúng ta giữ. Đây là cái phần đường cong của cái phần lai. Các bạn sẽ sử dụng cây kim, các bạn ghim vào ở phía dưới cái chân vịt của mình. Và các bạn sẽ may rút dúng cho mình cái đoạn cong này. Và cái đường may rút dúng này nó sẽ cách cái phần chân vịt là 1 cm. À xin lỗi, 5 ly, 1 chân vịt đó. Và sau khi các bạn rút dúng thì các bạn sẽ úp cái đường cong này ha, nó trở về ở phía cái phần nẹp ve. Cái công dụng khi chúng ta ủi cái đường cong này theo cái đường rút dúng để cho cái phần lai của mình là nó không có bị vĩnh, dĩnh hoặc là vểnh. Nói chung là ở mỗi một nơi thì họ sẽ có một cái tên gọi khác nhau. Thì khi các bạn rút dúng, các bạn ủi úp thì các bạn sẽ lộn ngược cái phần thân mình qua. Thì các bạn nhìn thấy là tự bản thân là cái phần đường cong này nó sẽ trở về một cái đường thẳng như thế này, không bị vên, không bị dĩnh các bạn ha. Đó. Rồi, sau khi chúng ta lộn như thế này thì các bạn sẽ qua giễu. Và đây là cái điểm lấy dấu của cái điểm mà chúng ta sẽ gấp cái phần ve áo nằm như thế này. Các bạn sẽ giễu cho mình bắt đầu từ cái điểm đường lấy dấu phấn. Các bạn giễu theo cái đường cong này. Và khi giễu thì chúng ta sẽ lật về phía phần nẹp chúng ta giễu.
Thì tự động khi mà các bạn diễu xong và các bạn đã ủi đường cong một lần nữa thì các bạn up qua thì các bạn thấy được là chúng ta đã có được cái đoạn cong của cái phần lái áo. Và ở phía trên này á, thì các bạn cũng sẽ diễu, nhưng mà các bạn sẽ diễu cho mình nó nằm về phía phần thân chính nha. Cái đường này nè, các bạn bọc về phía phần thân chính. Đây là thân chính nè, thân chính là thân có cái tay. Còn cái này là miếng ve, là cái miếng đáp nằm ở ngoài. Thì cái miếng ve khi mà chúng ta lộn cái phần góc này, chúng ta đặt qua thì các bạn sẽ bẻ được cái phần miếng ve về lại cái phần thân chính. Nhưng mà nếu các bạn diễu miếng ve, diễu lên miếng ve, diễu theo cái đường này, các bạn diễu lên thì khi chúng ta ủi ra thì cái đường diễu nó sẽ bị nằm lên trên miếng ve. Cho nên là khi các bạn diễu ở trên cái phần ve thì các bạn phải ủi và diễu về phần thân chính nha các bạn nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ diễu. Đây thì các bạn vừa ủi diễu xong cái miếng ve thì lát nữa mình sẽ qua mình ủi góc một lần nữa. Cái này mình chưa ủi góc nè, lát nữa các bạn sẽ qua ủi được cái góc. Thì các bạn nhìn thấy là trên một cái phần thân á, thì cái đường này các bạn thấy là nó hơi bị giật về ở phía phần thân chính. Còn cái này á, thì nó sẽ là bị hơi bị giật về ở phía phần ve. Để làm gì? Để khi chúng ta ủi được cái phần ve là cái phần ve áo của chúng ta nó sẽ được nằm úp như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho phần thân bên kia. Và sau khi mà các bạn diễu xong, các bạn sẽ qua ủi cho mình cái phần góc của cái ve áo để cho mình bật nó ra được cái góc vuông ha. Các bạn sẽ để bàn ủi ra một ủi góc ở đây. Này, khi các bạn ủi góc vuông nè, bạn nhìn thấy không? Rồi các bạn sẽ ủi luôn cho mình cái phần này. Góc này nó chưa được vuông nên là nó có lệch đi một ly thì mình cũng phải chỉnh lại cái góc để khi mình lộn ra là nó sẽ vuông nha các bạn. Đó, thì khi các bạn ủi được cái góc, các bạn giữ cái góc này, các bạn lộn ra cho mình đây nè, thì các bạn sẽ ra được cái phần góc vuông của cái phần ve áo. Rồi kế tiếp là các bạn sẽ ủi cho mình cái phần ve. Sau khi ủi phần ve thì các bạn sẽ ủi phần mẹ, phần lai. Đó thì các bạn thấy là qua cái phần diễu là tự nhiên là chúng ta ủi là cái phần nẹp chúng ta nằm im. Cái phần này là lát nữa chúng ta sẽ ủi theo cái đường gì ạ? Bẻ ve ha. Rồi là mình xong được một thân nè. Thì sau khi may được cái phần ve thân trước xong, các bạn sẽ may cho mình phần thân sau, may cho mình cái đường thẳng dọc theo đường sống lưng. Và đây là cái đường mình mới vừa may xong, các bạn sẽ thấy là hai cái thân sau nó sẽ được dính liền với nhau và chúng ta sẽ có được hai đường ben. Bây giờ thì các bạn sẽ ủi cho cái phần đường may này. Các bạn sẽ ủi mặt trái phải và mặt trái, và các bạn nhớ là chúng ta sẽ ủi bên nó về cùng một hướng. Ví dụ ủi về sườn thì chúng ta sẽ ủi về sườn hết, còn ủi về đường sống giữa thì chúng ta sẽ ủi về đường sống giữa hết. Cái này là mình nhớ ha. Và mình rất là thích khi các bạn xem, vừa xem các bạn thấy điều gì đó mà các bạn yêu thích thì nhớ bình luận vào bên dưới nhé. Và nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo từ mình mỗi ngày. Sau khi các bạn thực hiện xong được cái phần thân trước, thân sau thì các bạn sẽ đặt hai cái phần thân lên chung với nhau như thế này. Này, các bạn sẽ thực hiện cho mình cái đường may sườn, vai và sườn hông. Và sau khi các bạn thực hiện xong cái đường may sườn thì chúng ta sẽ có được cái phần thân trước, thân sau sẽ được may chung với nhau như thế này. Đây là phần ve của chúng ta.
nha. Và Tisu cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Ở video clip này mình sẽ dừng lại ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo, hướng dẫn về cách ráp cái phần bâu và vô cái phần tay áo vest nha các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo